Hello cho tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một mẫu xe siêu xe này. Đầu tiên là một chiếc Lamborghini nha. Đây, wow. Đây, wow. Cái biểu tượng này. À, mở cửa này. Yeah. Wow. Là ngầu nha. Để dẫn khách nha các bạn. Yeah. Ok, tiếp theo nào. Wow, một siêu xe Mercedes nha. Mở cái này, mở xem động cơ này. Đây, các bạn thấy động cơ chưa? Yeah. Sau cũng mở được này. Đây, mở cụp lên nha. Ok. Wow. Đây thật là sáng nữa nha. Ok, để mình khởi động cái xem thứ nha. Wow. Đồng hồ nha. Yeah, rồi, ok. Tiếp theo là một chiếc siêu xe Tesla đây. Wow. Ui da. Nãy giờ. Cửa này đặt là ngâu nha, đây. Wow. Ok, khởi động xe nha. Wow. Đây là ngầu nha, rồi, ok. Xe tiếp theo nào, wow. Một chiếc siêu xe đi khám nha. Xe này dùng cho người giới nha bạn. Bạn mà sử dụng nha. Em khởi động xe chân từ này. Wow. Wow. Yeah. Ok, bye bye các bạn nghe. Bye bye.